sao cái đó giống cái chui quá nha. Cái đó dài này phải mua hồi sinh nhật mẹ năm trước là mình thọ. Hả? Rồi tới sinh nhật năm nay từ năm mấy đó. Nãy mẹ nói là 2 năm. Chưa tới hả? Chưa tới 2 năm. Nên xa tao nó chua quá chứ. Cái gì? Thị xã Sông Cầu. Rồi mẹ con uống nước rồi mà. Hết thị xã Sông Cầu. Tới chỗ hàng mặt tử rồi nè. Vô quá đi. Tới chỗ hàng mặt tử rồi nè. Ừ, đó vô hàng mặt tử gì đi. Vô không hàng mặt tử luôn. Thì em thấy anh nhái mắt biết em sợ quá. Nhà ông tới giờ ngủ rồi đó. Nói chuyện với ông đi con. Kêu cha đi. Ừ. Trời, cái nhà nó lợp mát cái gì mà đáng thương thường luôn. Nhóc coi hàng mặt tử đó, tới giờ. Lên tầm cao thăm mô tô khu biệt thự đại phú gia cũ khách sạn hả? Chú biết mà nhưng mà mẹ chị đó bây giờ tin danh
kiện. Ủa, xuống bắt đầu là đó thành phố đã. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí, Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.